Wait. So. Hello. À, đây là chân dung của công chúa từ bé đến giờ chưa tắm lần nào đây này. Chưa một lần tắm nhé. Đây là giống chó, một giống chó ta. Một giống chó ta có thể nói là rất là đẹp. Đó. Ở đây là bông. Bông em ra đây. Lau ra đây. Một đứa ra đây nè. Đang rứt cỏ. Đây là con đực. Con đực thì nhìn cái mặt của nó nhìn trông nó gấu hơn. Và con đực thì thường nó to hơn một cái. Bông ơi. Đổ cái điện thoại của anh đấy. Bông ra đây. Bông. Lau ra đây. Phải đặt tên nó là Lau. Một con đực bản. Bắt về lúc nó 7-8 tháng gì đấy. Đấy, còn đây là Bông. Bông là con chó con của cặp chó bản đầu tiên mà trại bắt về. Con của con Kinh với con Quy giữ lại. Tuyệt vời luôn. Giống cho ta nó có một cái lợi là nó ở rất là sạch. À, bông ra đây, bông. Bông này. Ra đây. Cho ta thì nó thuần người. Nhưng mà cái độ bám của nó, cái độ bám chủ của nó thì nó cũng rất là bám chủ, nhưng mà nó có một cái độ lững thững hơn. Nó không như là những cái giống chó Tây, mà những cái giống chó rất là khôn của chó Tây thì chó ta này nó cũng bám chủ, nhưng nó không có một cái độ bám theo cái kiểu nó bám riết theo kiểu như là những con chó Tây. Nó vẫn có muốn có một cái không gian riêng của chúng nó nhiều hơn. Nhưng nó cái lợi thế của chúng nó là nó rất là sạch, nó ở rất sạch, gần như là chúng nó sẽ nhịn, chúng nó không bao giờ chúng nó vệ sinh ở trong chuồng, trong chỗ ở. Nó sẽ nhịn để ra bên ngoài đi vệ sinh, ra vườn này kia. Và khi ra vườn đi vệ sinh, chúng nó sẽ chọn ở chỗ gần gốc cây cho nó vệ sinh, chứ nó không vệ sinh tu. À, đây là chân dung của công chúa từ bé đến giờ chưa tắm lần nào đây này. Chưa một lần tắm nhé, chưa tắm một lần. À, tại vì một ấy, là mình muốn thử xem là cái con chó ta nếu mà không tắm với con chó màu trắng thì nuôi thì nó sẽ như thế nào, là một, nó có giữ sạch hay không. Cái thứ hai nữa là nó vào cái đợt vừa rồi, nó qua một cái đợt mùa đông. Con này là bây giờ nó được một năm, tức là tầm này năm ngoái là tầm chúng nó đẻ này, thì cái lúc chó nhỏ chó con ấy, mùa hè nó nóng bức thì có thể là nó bẩn thì lau người. Đến vào đến mùa đông là chúng nó lớn, vào mùa đông cũng không tắm gì cả. Đấy là một như thế. Hai nữa là muốn thử kiểm tra xem nào chúng nó bỏ sạch không. Thì đấy, đây là thực tế này. Từ bé giờ chưa tắm lần nào. Chó màu trắng nhé, nhìn trắng muốt luôn. Mà đây là nuôi mấy con với nhau, chúng nó còn nô nhau, chúng nó còn xô chân lên người nhau, chúng nó còn có một gây được một cái độ bẩn lông. Đây là em Lau, em đực bản, nhìn cũng ra gì phết. Lau. Và con cái của Queen. Cặp Bắc Hà trắng. À, đợt này thì đến đợt lấy giống một loạt cho con, cho Bắc Hà con của Queen và Kinh. Chứ gọi là chó con thì nó không phải, nó lớn rồi. Rồi em ra kia chơi đi. Liều đánh dấu này. Xem hôm nay đã bám gì chưa. Sợ, quá chật luôn.
sir. Cặp này mọi người thấy có đẹp nôi không? Năm nay khai xuân là một cặp Bắc Hà Sú Trắng. Và đến giai đoạn này thì thêm lần lượt mấy cặp. Trắng tinh khôi. Nhìn em đực này nhìn trông cũng gấu phết nhỉ. Đây là cặp thả giống thứ hai của đàn con kinh với con queen, hai con cho bản với lại cái con đực cho bản mới là con lau. Lau này là sẽ nhận nhiệm vụ với lại năm con cái con của con kinh và con queen. Con đực này tướng mạo cũng tốt đấy nhỉ. Đẹp phết. Đó. Con cái nha. Đó. Siêu gần cái bộ lông và bờm của chúng nó. Bụng hơi thắt, lông chân và lông mặt ngắn, bờm cổ và bờm lưng, bụng hơi thắt, đó, tỷ lệ ở trên khuôn mặt là cái chiều dài của mõm bằng với lại chiều dài của hộp sọ, mắt đóng ngang. Xương đầu, xương hộp sọ hình thang. Sờ, trắng tinh khôi luôn. Đó. Lau. Ở đây chưa? Nào. Hai đứa ra đây. Xích ra đây là gì? Như con trả hơi. Ấy. Đẹp dài phết nè, càng lớn càng đẹp dài đấy. Con bông vào đây, con bông con đâu? Bông con vào đây, bông em vào đây. Con nào cũng gọi nó là con bông. Nhà có mấy con bông ra đây, anh xoa tí nè. Người này
sợ. Quá đẹp luôn. Tận hưởng tí cây cỏ. Ra chỗ con lau chơi đi. Con lau nó chọn chỗ đấy là khôn đấy. Chỗ đấy sạch nhất luôn. Đó này. Ai chơi? Hóng gì đấy? Bông. Bông ở đây nè, lau ở đây. Đây là bông em, chứ không phải bông chị. Cứ gọi nó là bông, gọi chung tên. Phê chưa? Gãi cho phê. Xích đây. Anh đây anh gãi cho. Con này nó thuần người. Lau quay mông vào đây. Quay mặt vào đây. Quay mặt chứ không phải quay mông. Quay mông làm gì? Xích đây. Con cái lúc nào tính cách của nó cũng mềm mại hơn. Con đực thì con đực thì tính cách của chúng nó bá đạo hơn. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Yeah. Bầm dài. Xích đây. Xích đằng trước. Thế anh gãi cho. Đứng thế. Đẹp chưa? Ok luôn. Sợ. Quá gấu luôn. Quá gấu luôn. Bông lông ở cổ cũng nhìn trông cũng ấy phết. Bầm gáy. Đẹp. Rất đẹp dài. Đứa nào ở trong tivi kìa. Nhìn thấy chưa? Màn hình nó bé nhưng vẫn phải nhìn thấy chứ. Mắt tinh như mắt chó mà. Mắt gọi là đen huyền bí luôn. Chủ động ra cho chủ xoa. Người thấy cặp này đẹp không? Cặp này ghép với nhau là mọi người thấy nó có tương lai. Ăn cái rau me đấy là chua chua ngọt ngọt đấy.